Nhắc tới Jose Mourinho, chúng ta sẽ nhớ ngay tới hình ảnh một huấn luyện viên ngông cuồng, luôn luôn phát ngôn những câu nói khiến người ta bất ngờ và chú ý. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Mourinho lại không phải là một huấn luyện viên giỏi, một huấn luyện viên đại tài. Ông rất giỏi trên cương vị của một vị chiến lược gia cầm sa bàn ở trên tay. Mọi đội bóng mà ông dẫn dắt đều được ông mang tới những thành công vượt trội. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài cầm quân của mình, có một câu lạc bộ dù được ông đặt rất nhiều tâm huyết nhưng luôn luôn lảng tránh sự thành công mà ông mang lại này. Đó chính là câu lạc bộ Real Madrid. Người đặc biệt có tên đầy đủ là José Mário dos Santos Mourinho Félix. Ông sinh năm 1963 trong một gia đình trung lưu ở Setúbal, Bồ Đào Nha. Cha ông chơi bóng đá chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Belenenses và Victoria Setúbal, chỉ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha một lần duy nhất trong sự nghiệp của mình. Mẹ của ông là giáo viên trường tiểu học, xuất thân từ một gia đình khá giả. Người chú của cô tài trợ sân vận động bóng đá Victoria de Setúbal. Tuy nhiên, sự sụp đổ của chế độ Antonio de Oliveira Salazar trong tháng 4 năm 1974 đã dẫn đến việc gia đình của bà mất đi tất cả ngoại trừ một tài sản ở vùng Pampeira. Jose Mourinho là một đứa trẻ hòa đồng và đầy tính cạnh tranh. Mẹ của ông khuyến khích ông thành công bằng chính nỗ lực của mình. Bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc đời của ông, và cha của ông từng rất ấn tượng với kiến thức của ông về bóng đá. Gắn với sự nghiệp cầu thủ ở Porto và Lisbon, Felix thường xuyên phải xa con trai của mình. Tuy nhiên, Mourinho đã cố gắng để dành nhiều thời gian hơn với bố. Ngay khi còn là một cậu thiếu niên, ông đi bằng bất cứ phương tiện nào có thể để xem các trận đấu bóng đá vào cuối tuần. Và thời gian này, cha ông đã chuyển sang công tác huấn luyện và Jose Mourinho trở thành một học viên bóng đá, quan sát các buổi tập và thăm dò những đội bóng đối thủ. Mourinho muốn theo bước của cha mình bằng cách trở thành một cầu thủ bóng đá và ông gia nhập đội trẻ của Belenenses. Nhưng thực tế rằng ông không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp do thiếu tốc độ và sức mạnh cần thiết. Nhận ra các điểm yếu của mình, ông đã chọn để theo đuổi ước mơ trở thành một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Mẹ ông có những suy nghĩ khác và ghi danh ông trong một trường kinh tế. Mourinho đi học ở đó nhưng đã bỏ học ngay sau ngày đầu tiên. Ông quyết định tập trung vào thể thao và chọn học ở trường đại học kỹ thuật Lisbon. Ông dạy giáo dục thể chất tại nhiều trường khác nhau, sau 5 năm đạt được bằng tốt nghiệp. Ông luôn được điểm cao trong suốt khóa học sau khi tham dự các khóa đào tạo huấn luyện được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Anh và Scotland. Cựu huấn luyện viên Andy Robert đã chú ý đến nỗ lực và sự tập trung vào chi tiết của chàng trai trẻ người Bồ Đào Nha. Mourinho đã tìm cách xác định lại vai trò huấn luyện viên trong bóng đá bằng cách pha trộn lý thuyết huấn luyện với các kỹ năng vận động viên cùng kỹ thuật tâm lý. Ông tạo tiếng vang rất lớn giúp Porto và Chelsea thành công trong triều đại của mình. Điều đó giúp ông có chiếc vé thông hành tới nước Ý xa xôi và trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ Inter Milan. Mùa giải 2009-2010 được xem là mùa giải thành công nhất với người, đặc biệt khi ông có công rất lớn giúp Inter Milan đoạt cú ăn ba ấn tượng gồm Cúp Quốc gia Italia, Serie A và Champions League. Những tưởng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với đại diện Italia thì ông đã bất ngờ nói lời chia tay sau khi mùa giải kết thúc. Ngày 31 tháng 5 năm 2010, Real Madrid tổ chức buổi họp báo công bố huấn luyện viên Jose Mourinho là người dẫn dắt đội bóng theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả cho Inter số tiền là 8 triệu euro đền bù hợp đồng. Chia sẻ ở thời điểm được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid, huấn luyện viên Mourinho nói: "Tôi nghĩ 4 năm là khoảng thời gian đủ dài để tôi xây dựng một đội bóng mạnh và giành được những danh hiệu. Tôi có sự tự tin vào các cầu thủ và tôi hy vọng họ cũng có thể tin tưởng ở tôi." Mourinho đến Real Madrid với bao niềm hy vọng và chờ mong từ người hâm mộ. Hầu như tất cả mọi người đều tin rằng huấn luyện viên Mourinho sẽ sớm có được những thành công ở Real Madrid, bởi đội bóng này vốn đã là một tập thể rất mạnh của những ngôi sao sáng giá nhất trên bầu trời bóng đá. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng ông vẫn còn phải làm rất nhiều việc mới có thể biến Real Madrid trở thành một cỗ máy chiến thắng. Ông khiêm tốn cho biết, ai cũng đang nói tới những chiến thắng và cả các danh hiệu. Nhưng điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực nếu như chúng ta không làm việc nghiêm túc. Tôi đang lên các kế hoạch cho Real Madrid trong thời gian tới để đảm bảo rằng chúng tôi có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào mùa bóng mới. Ở đây vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nên nhớ rằng Real Madrid đã trắng tay trong cả mùa giải vừa qua. Jose Mourinho cũng chính thức chỉ định cựu trung vệ của Real, Aitor Carranca vào ban huấn luyện của Club Blancos ở mùa giải tiếp theo. Carranca là vị huấn luyện viên thứ tư của Jose Mourinho và cũng giống như người đặc biệt. Hợp đồng của Carranca với Real Madrid sẽ có thời hạn 4 năm, còn mức lương cụ thể thì chưa được tiết lộ. Nhưng dẫu sao được trở về Real, lại được làm việc bên cạnh một vị chiến lược gia lão luyện có lẽ là niềm vinh dự quá lớn cho Carranca. Sau khi ký hợp đồng với Enzo Di Maria, huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ tiếp tục mua những cầu thủ với mục tiêu phục vụ cho sự phát triển của đội bóng. Trong những mùa giải trước đó,
Real Madrid là một trong những đội bóng mà vai trò huấn luyện viên thường không được đánh giá cao trong những thương vụ chuyển nhượng. Đa số các vụ mua bán cầu thủ đều do tay các vị chủ tịch đạo diễn, như chủ tịch Florentino Perez mua Luis Figo hay Zinedine Zidane. Chính vì vậy, nhằm tránh bước vào vết xe đổ của các đời huấn luyện viên trước, Jose Mourinho đã tuyên bố rằng ông sẽ chỉ mua những cầu thủ với mục tiêu phục vụ cho sự phát triển của đội bóng. Real Madrid thời điểm ấy dù không mua sắm ảo ạt nhưng đã chào đón ba tân binh vô cùng chất lượng là Di Maria, Pedro Leon và Sergio Canales gia nhập giải ngân hà Galacticos. Mourinho đã cho biết, chúng tôi không phải những nhà vô địch trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với những cầu thủ đắt giá nhất thế giới hay xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi muốn những cầu thủ có tiềm năng cao song lại có giá cả phải chăng. Chúng tôi muốn đầu tư cho tương lai của đội bóng. Sự thay đổi của Mourinho giúp Kền Kền Trắng có cho mình danh hiệu đầu tiên tại giải quốc nội. Đó chính là chiếc cúp nhà vua Tây Ban Nha. Sau đó họ giành tiếp danh hiệu La Liga vào mùa giải tiếp theo. Nhưng đối với chủ tịch Florentino Perez thời điểm ấy như thế là chưa đủ. Đã rất nhiều tiền được chủ tịch này bỏ ra. Nhưng những danh hiệu quốc nội rõ ràng là chưa đáp ứng được đối với tham vọng của Kền Kền Trắng. Tới mùa giải 2012-2013, Mourinho bị buộc phải chia tay Real Madrid sau khi đội bóng do ông dẫn dắt có 3 năm liên tục bị loại tại vòng bán kết Champions League. Người kế nhiệm Mourinho tại Real Madrid là Carlo Ancelotti, chỉ mất 1 năm sau đã giúp câu lạc bộ lên ngôi vô địch tại Champions League mùa 2013-2014. Điều đó khiến nhiều người nghi hoặc về khả năng của ông tại đội chủ sân Bernabeu. Đã có rất nhiều điều lý giải cho việc Real Madrid không thể thành công dưới sự dẫn dắt của người đặc biệt. Và đa phần nó đều chỉ trực tiếp đến việc ông không thể quản lý tốt phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mourinho từng rất thành công với FC Porto, Chelsea và Inter Milan. Những câu lạc bộ chỉ còn là chiếc bóng của chính mình trước khi ông đến. Bởi là một tập thể rất mới nên họ rất đồng lòng tuân thủ cách chơi của mình. Nhưng tại Real Madrid, sự thành công phải trao đổi với sự thành công. Mourinho đã không có được sự ngưỡng mộ từ các học trò tại Real như những gì từng diễn ra với FC Porto, Chelsea và Inter Milan. Phần vì thành công không đến ngay lập tức trong khi Barca còn quá mạnh, phần vì những hành động thiếu kiềm chế của chính người đặc biệt. Liên tục công kích Barca, thậm chí chọc vào mắt trợ lý huấn luyện viên đối phương năm 2011. Mourinho đã để lại ấn tượng xấu trong lòng các học trò, nhất là những cầu thủ người Tây Ban Nha vốn khá thân thiết với những người bạn bên phía Barca. Hành động này cộng thêm mâu thuẫn với Iker Casillas trong cuộc bầu chọn bóng vàng đã đẩy mối quan hệ trong phòng thay đồ đến mức không thể cứu vãn. Trung vệ đồng hương Pepe lên tiếng góp ý với ông thầy cũng không thể làm tình hình thay đổi. Mourinho thậm chí tống Pepe lên băng ghế dự bị như đã làm với Casillas. Từ chỗ mất đoàn kết trong phòng thay đồ, Real mất luôn sức mạnh tập thể vốn làm nên thương hiệu đầu thập kỷ trước. Kế hoạch La Decima và thiết lập đế chế mới theo đó cũng tan thành mây khói. Yếu tố cuối cùng dẫn tới sự thất bại của Mourinho tại Real Madrid chính là sự may mắn. Những nhà vô địch luôn cần may mắn trên con đường đi tới thành công. Real đã không có được điều này khi dừng chân tại bán kết Champions League 3 năm liền. Có thể kể ra những yếu tố thiếu may mắn của bầy Kền Kền như bị đuổi mất PP năm 2011, thua trên chấm 11m trước Bayern và chỉ thiếu một bàn trước Dortmund trên sân Bernabeu ở năm tiếp theo. Hình ảnh Mourinho quỳ xuống sân khi Real đã luân lưu với Bayern năm nào cũng đủ cho thấy ông cẩn thận may mắn đến mức nào. Nếu bạn có thời gian để nhìn lại quá trình của Mourinho tại Real Madrid, đa phần chúng ta sẽ cảm thấy sự tiếc nuối nhiều hơn là sự thất vọng. Bởi bản thân ông đã thực sự mang tới rất nhiều điều đổi thay cho tập thể này. Dù không thể tạo nên tiếng vang, nhưng để có được Real Madrid với những chức vô địch Champions League liên tiếp những năm vừa qua, Mourinho cũng đã đóng góp một phần công không nhỏ. Một hành trình dang dở và không trọn vẹn của người đặc biệt, Mourinho tại Real Madrid